khổ qua, hay còn gọi là mướp đắng, là một minh họa điển hình cho câu nói thuốc đắng giả tật. Hình dáng sần sùi kỳ lạ cùng với vị đắng đặc thù khiến nhiều người phải e ngại khi thưởng thức món ăn chế biến từ khổ qua. Thế nhưng vị đắng của nó lại là liều thuốc tốt. Tất nhiên, điều mà tất cả chúng ta đều tò mò bây giờ, đó là điều gì đã làm nên tác dụng trường thọ của khổ qua? Có một số cái thực phẩm mà người ta thấy là cũng giúp cho chúng ta có thể có một cuộc sống dài lâu. Ví dụ như là chúng ta ăn khổ qua. Trong khổ qua là nó rất là giàu vitamin C. Nó có khoảng 120g trong miligam. Trong khi so với lại dâu tây thì nó khoảng 80mg, trong chanh nó khoảng 90mg thôi. Ngoài ra trong khổ qua thì nó còn giàu kali, nó làm giúp chúng ta hạ áp, beta-carotene, nó sẽ giúp chúng ta sáng mắt cũng như là phòng ngừa ung thư. Ngoài ra khổ qua nó còn giúp điều chỉnh đường huyết và người tiểu đường dùng cũng rất là tốt. Và bây giờ, tiền đường ẩm thực sẽ giúp các bạn kéo dài tuổi thọ với những món ăn thú vị từ khổ qua nhé! Những nguyên liệu hấp dẫn quá phải không nào? Hãy xem đầu bếp của Thiên Đường ẩm thực biến hóa như thế nào với chúng nhé. Thái mỏng khổ qua rồi cho vào luộc khi nước sôi. Bạn e ngại vị đắng của khổ qua sao? Ngâm khổ qua luộc vào nước đá sẽ làm giảm bớt vị đắng đấy. Dùng một ít khổ qua luộc trộn với bột rồi chiên lên. Đây là một cách chế biến thú vị. Trộn khổ qua vừa chiên với tất cả các nguyên liệu. Bây giờ thì nhìn xem màu đỏ hấp dẫn này là gì đây? Wow, là trứng cua tươi ngon đấy các bạn ạ! Món ăn khai vị ấn tượng như thế này đã đủ hấp dẫn các bạn chưa nào? Tiếp theo sẽ là cách chế biến khổ qua vô cùng đơn giản. Khổ qua rừng thái mỏng và ngâm nước đá. Pha dầu giấm với một chút muối, đường và tiêu. Sau đó trộn khổ qua với dầu giấm. Cuối cùng chỉ cần trình bày khổ qua lên đĩa. Rắc chà bông và rưới mỡ hành lên cho thêm hấp dẫn. Bạn có biết điều thú vị là gì không? Đó là vị đắng của khổ qua hoàn toàn biến mất. Hãy tự mình làm thử và trải nghiệm nhé! Khổ qua còn có thể chế biến bằng phương pháp kho. Khổ qua bỏ ruột và cắt khúc. Xào ba đọi với nước màu tạo cho món ăn một màu nâu đặc trưng của món kho. Đổ thêm chút nước rồi cho khổ qua vào. Kho lâu một chút để khổ qua bớt đắng và thật thấm gia vị nhé. Khổ qua ngầm ngầm đắng với vị bèo béo của ba đọi sẽ là một sự kết hợp thú vị để giúp món ăn không ngấy. Hãy nếm thử và cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn nhé. Nhắc đến khổ qua thì không thể thiếu các món nhồi rồi. Bỏ ruột khổ qua đi và thái các loại rau củ thật gọn gàng. Tôm xay nhuyễn được nhồi vào khổ qua. Ô, và cả cà chua nữa. Hấp xong vị chính là thế này đây. Bây giờ thì xào tất cả lên. Đặt những miếng khổ qua và cà chua nhồi tôm đã hấp chín vào để gia vị và mùi thơm hấp dẫn này có thể thấm vào thành phần chính của món ăn. Và đây là xôi nếp cẩm vo viên cùng với dừa nạo. Sự kết hợp khá bất ngờ phải không? Hãy thử nhâm nhi một chút đi, mùi vị của chúng sẽ khiến bạn ngạc nhiên hơn đấy. Đừng xem thường khổ qua chỉ vì vẻ ngoài không đẹp mắt của chúng. Khổ qua có thể góp phần tạo nên một món ăn đại bổ đấy nhé. Khổ qua bỏ ruột, chần sơ với nước sôi và ngâm vào nước đá cho bớt đắng. Trong lúc đó ướp gà với gia vị và một chút tiêu cho thơm nhé. Nhồi gà vào trong khổ qua và các nguyên liệu đã sẵn sàng. Cho khổ qua và gà vào nồi nước dùng đang sôi. Đổ thêm một ít nước dừa tươi để món ăn có vị ngọt béo tự nhiên nhé. Ấn tượng quá phải không? Đừng giữ kín món ăn này cho riêng bạn. Hãy chia sẻ với tất cả mọi người để chúng ta đều có một sức khỏe tốt và trường thọ nữa nhé. À, rất hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mời thầy bước vào đại tiệc khổ qua. Ồ, ăn tiếp rồi. Ăn tiếp thôi. Mời thầy ngồi. Hồi nãy tất cả bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. Vì luật
ai chiến thắng mới được bước vào đài thiệt có quà. Thì em thắng rồi em anh ơi. Nãy giờ có hỏi gì đâu thắng. Ủa, ủa đúng thắng rồi. À, tỉnh dễ sợ. Tỉnh dễ sợ. Chưa bình tĩnh chưa hỏi gì hết. Cái đó là vòng trước. Đâu dễ ăn vậy, đâu có dễ ăn vậy. Không có dễ dàng như thế. Bây giờ muốn thắng chúng ta phải trả lời câu hỏi sau đây. Xin mời xem video clip. Chúng tôi biết rằng các bạn đang nôn nóng được ăn lắm rồi, nhưng đợi một chút, hãy trả lời đúng câu hỏi sau đây. Trong các cách chế biến luộc, hấp, chiên, kho, cách chế biến nào sẽ giữ được nhiều chất dinh dưỡng của khổ qua nhất? Các bạn có quyền chọn một trong bốn đáp án đó. Tất cả sẽ đứng lên làm động tác trả lời. Hấp các bạn sẽ làm gì? Luộc các bạn sẽ làm gì? Khó rồi. Chiên các bạn sẽ làm gì? Kho. Con chọn cái dễ dễ làm ra. Và bây giờ xin mời. Dễ xíu đi. Chị làm gì vậy chị Quỳnh? Hả? Chị làm gì vậy? Ủa làm gì nè, hấp phải không? À đúng rồi đúng rồi. Tại cái áo chị ngắn quá chị phải làm gì. Anh em mình chiên đấy. Chiên đấy. À chiên. Và như vậy đội thắng ở câu trả lời này và bước vào đại tiệc đó là các loại rau nói chung đều cần chế biến nhanh để không mất nhiều chất dinh dưỡng, vì thế luộc hay hấp sẽ tốt hơn chiên. Tuy nhiên khổ qua chứa nhiều vitamin tan trong nước, chính vì vậy hấp sẽ là giải pháp tốt nhất để chế biến khổ qua mà vẫn giữ được nhiều chất dinh dưỡng. Và như vậy đội thắng đó là đội của chị Ngân Quỳnh, xin chúc mừng. Và chúng ta cùng nhau bước vào đại tiệc khổ qua. Ăn đi cho khổ nó qua. Yeah. Ờ đúng rồi, ăn đi cho đói nó qua. Ăn miếng cần cua nha anh. Vi. Ngon quá. Cũng nhẫn nhắm. Cái cần cua ăn lắm. Nó ngọt ngọt ha, mùi mà hải sản ha. Đợt chúng mình ăn thêm cái miếng hủ qua nè. Ừ. Rất là ngon. Đau đớn thiệt. Hủ qua chua chua ngon ha. Quá ngon luôn. Công nhận là cái chỉ có một cái hủ qua thôi mà chế biến đủ thứ món. Đây. Wow. Hủ qua hầm với gà đó thầy. Con nhìn là thấy ngon rồi đó. Trời hấp dẫn lắm. Nghe không? Đó, cái này nó bổ rồi. May mà không thích hủ qua lắm. Ngon anh. Nãy giờ chị thấy cái cổ em nó lên nó xuống lên xuống vậy, nó nuốt miếng. Cổ em nó bị tật à? Hả? Định không phải định nói sao lại khơi không nói nữa. Chứ bị tật nó giật xuống nhà. Em không nói mà chị thấy trong ánh mắt của em có vẻ là nhìn cái gà tìm gà tha thiết lắm. Cũng giống nhân viên nó nhìn cái món này vậy, tha thiết. Dạ đúng rồi đó. Cái này bổ. Cái món này không? Tuyệt vời. Dạ. Có hạt sen à. Ừ. Nhưng mà thầy nói thôi, đừng làm thầy khó ăn quá. Bay nút nước miếng hoài nè. Hoài. Thế là đừng nhìn thầy nữa đó. Nhắm mắt lại nha. Cái này, hạt sen nè. Rồi cái gì? Thích gì? Rồi trong cái thịt nè. Rồi các thứ mà sao nước ngọt lắm. Úp chút nước thôi, khỏe. Ờ đó, xôi ăn cái gì vậy? Gấp nhân bông. Ăn cái gì vậy anh? Cái này ăn với một cái khổ qua như thịt tôm này. Nếp rất là thơm, rất là dẻo. Tôm xay lắm, mềm, ăn đi tan trong miệng luôn. Cái gì ăn? Tan không thức? Ừ, tan luôn. Tan sao anh nhai vậy? Tan, nhai sôi thôi chứ tôm là nuốt chậm. Ăn không được là chậm ta. Rồi đó. Vâng, và như vậy là chúng ta vừa trải qua những món ăn làm từ khổ qua rất là bổ dưỡng. Và bây giờ chúng ta cùng tới với nguyên liệu tiếp theo.